Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Facebook cũng giống như kênh YouTube của Loa Màng Gỗ. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một con đài rất là đẹp đến từ thương hiệu của Soli, có tên mã là CFS 1000. Đây là một trong những con đài cassette rất là nhỏ nhắn và xinh xắn và rất là đẹp của Soli. Thì như anh em thấy thì con này nó chơi được cassette này, chơi được FM này. Đấy, FM con này để chơi full tần số và bắt rất là khỏe, và chơi cassette thì cũng rất là hay. Con này nó chỉnh bằng equalizer tông nhạc nha bác. Anh em có thể chỉnh lên cái. Đây là chỉnh và lăng. Đây, em sẽ chuyển qua cái radio. Sao mà đặc biệt là ảnh hưởng bởi con này đó nghe rất là chuẩn nha các bác. Thì cái nhịp. Giờ thay cái băng khác vào. Đang sợ đang nghe dở cái nó lại bị đánh bản quyền của bài Modern Talking chết. Tôi xin bằng lòng ôm nỗi khổ đi vào trong nhật ký như là vết tích yêu đương, bước đi âm thầm với phong sương. Đây mà có băng tốt là nghe hay lắm các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhé. Bác nào thích cái đài này thì có thể liên hệ với em để đặt mua. Cảm ơn tất cả các bác.